cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng chơi cùng. Thông điệp của Gerrard rất ngắn gọn và đi thẳng vào trọng tâm. Một lời khen từ chính một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà Liverpool từng sản sinh ra. Còn Kenny Dalglish cũng kiệm lời như người hậu bối. Ông chỉ dùng những từ ngữ ngắn gọn để gửi gắm đến Luis Suarez: đừng bao giờ thay đổi. Nghe qua có vẻ giống như một lời khuyên từ một huyền thoại của sân Anfield đến một cầu thủ luôn được những cổ động viên của họ yêu mến. Chỉ bằng ấy những câu nói từ những gương mặt uy tín nhất của Liverpool, bạn có thể tóm gọn sự nghiệp kéo dài 3 năm rưỡi của Luis Suarez với đội bóng vùng Merseyside. Tài năng của Suarez có thể sánh ngang độ điên rồ của chàng trai này. Các cổ động viên của lữ đoàn đỏ cũng không thể quên được tiền đạo kỳ cựu người Uruguay, giống như cái cách chân sút này từng khiến các khán đài tại Anfield phải nổi da gà. 3 năm rưỡi gắn bó với Liverpool, Suarez đã ghi 82 bàn trên tất cả các đấu trường với 69 pha lập công ở Premier League. Nhưng tất cả những con số đó chỉ đánh đổi cho Suarez một danh hiệu duy nhất: chức vô địch League Cup 2012. Rõ ràng đó là quá ít nếu so với một tài năng lớn, người luôn có những đóng góp trong quá trình tái thiết của The Kop. Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 1 năm 2011, khi Liverpool nhận được tín hiệu từ Ajax. Họ đang muốn bán Suarez, chân sút từng ghi đến 111 bàn thắng trong 4 mùa giải gắn bó tại đây, mức giá mà Ajax đưa ra tương đối rẻ, khoảng 23 triệu bảng. Giám đốc bóng đá khi đó của Liverpool, Damien Comolli, tiết lộ Ajax bán rẻ như vậy vì cú phốt cắn người của Suarez. Bạn không nghe nhầm đâu, bởi trước cả bê bối cắn vào vai của Chiellini, Suarez vẫn thường ngứa răng như vậy. Nạn nhân của anh khi đó là Osman Bakkan, người đang khoác áo PSV vào thời điểm đó. Comolli rất tự tin về mặt tài chính sau khi Liverpool bán được Fernando Torres cho Chelsea với giá 50 triệu bảng. Họ dùng 48 triệu bảng để thuyết phục Newcastle nhà Andy Carroll, người sau này được mệnh danh là một trong những bản hợp đồng thất bại nhất ngoài hạng Anh. Nhưng vào thời điểm đó, Carroll đem đến nhiều kỳ vọng hơn. Anh ta là bản hợp đồng kỷ lục của nước Anh. Với sức mạnh và lối đá trực diện, Carroll từng được trao chiếc áo số 9 mà Torres để lại, còn Suarez chỉ khoác chiếc áo số 7. Nhưng chiếc áo số 7 ngay lập tức đã khiến tất cả các đồng đội phải ngạc nhiên bởi những gì cậu ta thể hiện ở trên sân tập. Dầu Côn từng phải há hốc mồm hỏi Gerrard rằng làm thế nào mà Liverpool có thể đem cậu ấy về đây vậy. Ngay từ buổi tập đầu tiên, Suarez đã cho thấy cậu ấy thật đặc biệt. Một vài đồng đội khác, không phải Stevie hay Carr đâu nhé, cảm thấy Suarez không có quá nhiều ấn tượng. Nhưng tôi mới gặp cậu ấy trong buổi tập đầu tiên đã phải trợn tròn mắt. Jay Spearing, một sản phẩm của lò đào tạo trẻ Liverpool, từng hồi tưởng lại ngày anh được chạm mặt với Suarez. Trả lời phỏng vấn với Sky Sport News, Spearing đã lái xe tới sớm hơn thường lệ để được chứng kiến bản hợp đồng mới của Liverpool phải thể hiện ra sao. Và tất nhiên tiền vệ này đã không phải thất vọng. Tôi cảm thấy thật may mắn khi được tập luyện cùng với cả Suarez và Torres. Nếu phải chọn một trong hai, tôi luôn chọn Suarez. Ngày này qua ngày khác, Suarez luôn thể hiện sự tập trung, khát khao, cường độ luyện tập và tinh thần của người chiến thắng. Anh ấy chẳng bao giờ thay đổi những điều đó, và đổi lại là những màn trình diễn đáng kinh ngạc trên sân cỏ. Suarez chính thức trở thành người của Liverpool trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông. Hai ngày sau đó, anh xuất hiện trên băng ghế dự bị khi đội bóng của Kenny Dalglish đối đầu với Stoke City trên sân vận động Anfield. 18 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Suarez được tung vào sân để thay cho Fabio Aurelio. Và chỉ 16 phút sau đó, tiền đạo người Uruguay khiến cầu trường Anfield nổ tung bằng bàn thắng trong trận ra mắt. Suarez nhận đường chuyền từ đất cai, xử lý một nhịp rồi sút tung lưới Asmir Begovic. Chỉ một tình huống như vậy, Liverpool Eco đã phải giật rồng tít, vua Luis và màn ra mắt trong mơ trên trang chủ của mình. Và cũng kể từ đó, lữ đoàn đỏ đã tìm thấy một người hùng mới. Một năm rưỡi của Suarez tại vùng Merseyside có quá nhiều dấu ấn. Anh ghi những bàn thắng ngoạn mục, tạo ra những dấu ấn đáng nhớ nhưng cũng bỏ lỡ cơ hội theo những cách khó tin nhất. Suarez từng làm bạn không ít lần với xà ngang và cột dọc. Anh chẳng bao giờ xây dựng được mối liên kết với Andy Carroll. Đó là chưa kể những màn đụng độ tóe lửa của Suarez với đối thủ, với các trọng tài và với cả những người đồng đội. Stewart Downing, người đã đến vào mùa hè 2011, kể lại: cậu ta sẽ đối đầu với tất cả mọi người, tranh cãi với Jordan Henderson trên sân tập, động tay động chân với Daniel Agger. Họ thường va chạm với nhau mỗi ngày. Nhưng điều cốt lõi là Suarez làm những điều đó để hướng đến chiến thắng, để giúp đội bóng mạnh hơn. Khi càng có tuổi, cậu ta càng trưởng thành hơn và có những phương án khác để hướng đến những điều đó. Sự nóng nảy của Suarez và khía cạnh tăm tối trong tính cách của anh còn được chứng minh bằng việc anh từng được trao giỏ đến 19 trận trong quãng thời gian khoác áo Liverpool, cho dù chưa bao giờ phải lãnh thẻ đỏ trong giai đoạn đó. Đặc biệt nhất, 8 trận bị cấm trong số đó là hậu quả của việc anh phân biệt chủng tộc với Patrick Evra. Vụ việc nổ ra trong một trận đấu với Manchester United tại Anfield vào tháng 10 năm 2011. Suarez bị FA phạt 40.000 bảng vì cáo buộc sử dụng những từ ngữ xúc phạm có liên quan đến màu da của Evra. Tiền đạo này phủ nhận mọi cáo buộc và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ huấn luyện viên Dalglish cũng như các đồng đội ở Liverpool, những người đã mặc áo in hình gương mặt Suarez trước trận đấu sau đó trên sân của Gigan.
Sự căng thẳng sau đó tiếp diễn khi Liverpool và Man United tái đấu ở trận lượt về tại Old Trafford vào tháng 1 năm 2012. Khi ấy Suárez đã chấp hành xong án phạt cấm thi đấu nhưng vẫn khiến Evra tức giận và từ chối bắt tay trước trận đấu. Sir Alex Ferguson gọi anh là một nỗi ô nhục của câu lạc bộ Liverpool và bảo tốt nhất là anh không được cho phép khoác áo lữ đoàn đỏ thêm một lần nào nữa. Cậu ấy có thể gây nên cả một vụ bạo động. Chiến lược gia lão luyện này nói đầy nặng nề. Nhưng rồi Downing, người đã tham gia thi đấu ngày hôm đó, đã kể lại mọi chuyện như sau. Ngay trước khi hiệp một kết thúc, bóng được đưa đến chân cậu ấy. Để rồi khi hồi còi kết hiệp vang lên, cậu ấy dội quả bóng về phía đường hầm mà Man United đang đi vào thẳng về phía họ như một lời đáp trả. Cậu ấy đơn giản là chẳng màng hậu quả. Downing cũng có mặt trong khoảnh khắc gây tranh cãi lớn khác của Suárez tại Anfield khi anh cắn Branislav Ivanovic của Chelsea vào tháng 4 năm 2013. Chúng tôi thậm chí không biết về điều đó cho đến khi sau trận đấu. Và sau đó, khi thông tin xuất hiện về những gì mà Luis đã làm, thì cậu ấy cũng chỉ xác nhận đơn giản: "Ừ đúng rồi, tôi đã làm điều đó." Suárez kể lại với toàn đội rằng Ivanovic đã kèm anh khá tốt trong ngày hôm đó khi liên tục lấy được bóng từ chân của anh. Để rồi đến tình huống ấy, khi mất bóng một lần nữa, Suárez chỉ mất tích tắc để quyết định và rồi hối hận về điều đó. Downing bảo đó là cá tính của Suárez. Tiền đạo này luôn chơi vơi giữa những bờ vực, giữa việc làm thiên thần hay ác quỷ. Anh có thể làm bất cứ điều gì để giành chiến thắng. Suárez bị cấm thi đấu đến 10 trận vì sự cố đó, bao gồm những vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2012-2013 và các trận mở màn mùa giải tiếp theo. Đáng nói là ở giữa điểm đầu và điểm cuối ấy, Suárez còn khuấy động một scandal khác khi đàm phán về việc rời khỏi sân Anfield. Đầu tiên anh được cho là tán tỉnh Real Madrid. Lý do rời đi được Suárez đưa ra là anh luôn bị săn lùng và tấn công bởi truyền thông Anh. Suárez khẳng định mình là kẻ thù số một của công chúng và đang bị bao vây bởi các tay săn ảnh. Anh nhấn mạnh mình phải rời nước Anh vì lợi ích của gia đình. Ngay sau đó câu chuyện lại thay đổi. Arsenal vào cuộc sau khi biết về việc điều khoản hợp đồng của Suárez cho phép anh ra đi nếu mức giá hơn 40 triệu bảng được đưa ra. Do đó pháo thủ đã tỉnh bơ đề nghị mức giá 40 triệu cộng thêm vỏn vẹn một bảng Anh, dẫn đến một phản ứng nổi tiếng đến từ chủ sở hữu John Henry của Liverpool. Các bạn nghĩ họ đang hút cái gì ở Emirates? Ông đã viết như thế trên Twitter. Liverpool sau đó kiên quyết không cho Suárez ra đi, dẫn đến việc anh lên báo cáo buộc Brendan Rodgers. Huấn luyện viên của lữ đoàn đỏ thời điểm ấy đã thất hứa về việc cho anh rời đội nếu lữ đoàn đỏ không đảm bảo được suất dự Champions League. Họ chỉ đứng thứ 7 trong mùa giải đầu tiên của Rodgers 2012-2013. Tôi nào có yêu cầu được chuyển đến một câu lạc bộ đại kình địch nào ở địa phương đâu, Suárez nói như thể cầu xin. Nhưng đáp lại thì Rodgers cấm Suárez ở các buổi tập vì liên tục kêu gọi về việc chuyển nhượng. Phải đến khi Gerrard ra tay, một mối quan hệ êm đẹp mới được dàn xếp. Tiền vệ đội trưởng đích thân nói chuyện với Suárez để thuyết phục đàn em này ở lại thêm một năm. Anh cũng khuyên thẳng thừng tiền đạo này rằng Arsenal không phải là một nơi nên đến. Vài ngày sau đó, sau một cuộc gặp khác với Rodgers, có cả Gerrard đóng vai hòa giải, Suárez đã trở lại tập luyện. Nhìn cậu ấy khi đó như một kẻ ám ảnh cơ hội ra sân, Brendan và tôi chỉ cười với nhau khi quan sát điều đó. Bởi Luis Suárez đã trở lại và Liverpool cũng vậy, Gerrard kể. Mùa giải cuối cùng của Suárez ở Liverpool 2013-2014 là một trong những mùa giải hay nhất từng được tạo ra bởi một cầu thủ lữ đoàn đỏ. Như đã nói, ban đầu Suárez vẫn bị treo giò phi vụ cắn Ivanovic, nhưng bằng cách phi thường và đầy thuyết phục, anh đã kết thúc mùa bằng chiếc giày vàng Premier League và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm do PFA bình chọn. Phong độ khủng khiếp đó của Suárez góp phần khiến Liverpool suýt vô được chiếc cúp Premier League lần đầu tiên. Họ chỉ hụt danh hiệu trong gang tấc ở những vòng đấu cuối cùng. Tôi chưa từng thấy điều gì giống như vậy trong cuộc đời mình. Cậu ấy xuất sắc đến không thể tin được, Michael Owen, người thậm chí từng giành quả bóng vàng thế giới trong màu áo Liverpool, đã nhận xét như vậy về hậu bối. Suárez đã ghi 31 bàn chỉ sau 37 trận đấu ở mùa giải đó, cũng như tung ra đến 14 đường kiến tạo cho các đồng đội. Anh ghi 6 cú đúp, 3 hat-trick và đặc biệt có trận đá 4 bàn vào lưới một đội bóng là Norwich. Đó là một trong những màn trình diễn bá đạo nhất mà sân Anfield từng chứng kiến. Mọi người luôn hỏi tôi thích Torres hay Suárez hơn khi chọn một tiền đạo tiêu biểu cho Liverpool ở những năm đầu thế kỷ 21. Tôi thì thích Torres hơn, nhưng đó chỉ là ý thích cá nhân. Nếu bạn muốn nói về một cầu thủ có thể làm tất cả mọi thứ, có thể tự mình tấn công vào hàng phòng ngự 4 hậu vệ, có thể tỏa sáng giúp bạn thắng bất kỳ trận đấu nào, một mẫu tiền đạo toàn diện, thì đó chỉ có thể là Suárez. Cậu ấy từng thể hiện thật tuyệt vời tại Liverpool. Đó là phát biểu gần như tóm gọn mọi thứ của cựu danh thủ Jamie Carragher. Có thời điểm ở mùa giải đó, Suárez ghi 19 bàn chỉ sau 12 trận. Anh là đội trưởng của Liverpool khi đối đầu Tottenham. Anh ghi 2 bàn trong chiến thắng không tưởng 5-0. Khi Luis Suárez đeo băng đội trưởng sẵn sàng ra sân, mọi người đều biết đây là một đội đã sẵn sàng chiến đấu. Huấn luyện viên Rodgers khẳng định chiếc giày vàng châu Âu là danh hiệu cuối cùng mà Suárez giành được trong màu áo Liverpool, một sự công nhận thực sự trong mùa giải đó. Như một lẽ tất yếu, anh đã ra đi để đến nơi mà anh gọi là mục tiêu tối cao nhất của cuộc đời.
Barcelona, nơi đó anh giành 4 La Liga, 4 cúp nhà vua và đặc biệt là một Champions League. Nhưng Liverpool thì vẫn ở đó trong miền ký ức sâu thẳm và đẹp đẽ đối với anh, với cả người Liverpool và những cổ động viên đã sống qua những ngày tháng sôi nổi đấy. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng giờ Klopp vẫn luôn nhớ về anh, người mang hai bộ mặt thiên thần và ác quỷ với nhiều người. Nhưng với các cổ động viên của Liverpool, anh mãi mãi là vế đầu trong tình yêu bất tận của họ.